Các bạn thì hôm nay qua clip này công ty Vingroup Việt chúng tôi sẽ review cho các bạn về cái dòng súng Quân Sơn W7121S của hãng Anet Iwata. Thì đây là dòng súng Quân Sơn có kim bét là 1.3, thì chúng ta có thể sử dụng với cái cốc đựng sơn 600ml. Đây, khi mua về chúng ta sẽ có cái súng Quân Sơn W71, thì trên thân nó sẽ có ZH là cái series của hãng của súng nhá. Thì trên này nó sẽ có cái thương hiệu Anet Iwata này. Đây là dòng súng phun sơn chính hãng của Anet Iwata Nhật Bản. Thì đây là cái dòng mà súng phun sơn chuyên sử dụng phun đồ gỗ, nội thất hoặc là phun sản phẩm nhựa, sắt vân vân. Thì đây chúng ta sẽ xem nó sẽ có cái tem 3D này. Rồi tiếp nữa là cái trên cái nắp chụp của nó này, nó có sẽ có 6 lỗ xé tơi sơn và có cái chúng ta sẽ mở cái nắp chụp ra để nhìn kỹ này. Ở đây nó sẽ có cái logo Anet Iwata này. Đó, trước kia thì nó không có cái logo này nhé, nhưng mà sau này thì hãng mới in thêm cái logo Anet Iwata này vào. Thì cái dòng súng kim 1.3 này là nó sẽ có số 21 ở trên cái nắp chụp và nó sẽ sử dụng để phun bóng sản phẩm, phun bóng phủ màu. Thì đây chúng ta sẽ có trên cái bét của nó, chúng ta sẽ nhìn cái bét của nó sẽ có các cái số nhá, nó sẽ có số 1.3. Chúng ta thấy là số 1.3. Này ha, chúng ta sẽ thấy được cái số 1.3 của cái trên cái bét này. Thì cái bét nó làm cái độ tơi mịn rất cao, cái độ hoàn thiện rất là cao và cái chất liệu tốt. Nên bởi vậy là chúng ta nhìn nó rất là sắc nét. Thì đây chúng ta sẽ gỡ cây kim ra. Đó, chúng ta sẽ thấy được cái cây kim của nó. Thì nó sẽ đây, chúng ta sẽ thấy trên này nó sẽ có thương hiệu Anet Iwata này. Đó, Anet Iwata. Đó, trên này nó sẽ có số là số 2 nhé các bạn. Nó sẽ có số 2. Đó, Anet Iwata và số 2. Chúng ta thấy nhá. Thì đây là cái dòng súng phun sơn chính hãng Anet Iwata Nhật Bản. Thì trên hộp nó của súng nó sẽ có tem chính hãng ha. Có tem chống nhái. Thì cái dòng súng này thì một là chúng ta có thể là gắn vào cái cốc đựng sơn 600ml này ha. BC gạch 2 600ml, hoặc là chúng ta có thể là gắn vào cái bơm sơn hoặc nồi trộn sơn và chúng ta bỏ cái cốc nhỏ đi, chúng ta dùng vẫn được. Đó. Thì trong quá trình sử dụng sản phẩm á, chúng ta có thể sử dụng gắn thêm cái chỉnh áp vào để chúng ta điều cái áp lực hơi cho súng nó được ổn định nhất. Thì và đúng với lại cái yêu cầu của nhà sản xuất, chúng ta gắn thêm cái chỉnh áp. Đó. Và chúng ta có thể là gắn thêm cái lọc nước này hoặc là sử dụng dụng cụ vệ sinh LX28 này để vệ sinh. Thì trên đây công ty Vingroup Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái dòng súng Quân Sơn W7121S của hãng Anet Iwata. Thì để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Cảm ơn quý khách, chúc các khách thành công.